Tuấn làm cái clip này nè, tại vì một số người ta hỏi anh cứ tưởng là có trái kia nó ra đọt hay sao. Bữa nay sẽ dẫn nông dân tới đây, cả nhà thấy nè, những cái cỏ này nè tự động nó chết. Sau khi làm pH trên 6 được vài tháng thì nó sẽ xảy ra trường hợp này. Không phải thuận thiên nó thuộc tiết diệt cỏ đâu nha cả nhà. Nè cả nhà thấy không, nè có con này, cái con này là thiên địch nè, cái con này ăn rầy là cực kỳ tốt luôn. Còn một ngày nó ăn, dạ con cánh à, cam nó, con bọ rùa đó, một ngày nó ăn, mình ăn mấy trăm con. Dạ cái này ghê lắm đó. Thì cái cỏ này nè, do mình thay đổi pH là cái cỏ này nó sẽ tự chết, nhưng mà sẽ thay thế là cỏ lá rộng. Nhưng mà mình thay đổi pH thì mình chủ yếu mình cho vào... Dạ dạ mình dạ dạ mà dạ dạ đâu phải ngoài này đâu. Dạ không anh, nó vẫn truyền mà. Cái soi, và cái soi của mình á là khi anh phun lên cái soi nó hay là tỷ lệ nào nó cũng giải độc được đất hết. À, cái soi hả? Dạ vâng, cái soi một phi nửa lít thì nó giải độc nhanh hơn, nó cải tạo nhanh hơn. Mà mình phun thì một phi có vài trăm ml nó vẫn cải tạo, đều nó chậm hơn thôi. Dạ và nó vẫn truyền, nó theo phản ứng oxy hóa khử bực thềm, tức là đổ ở đây nhưng một thời gian nó dẫn nó tới đây. Dạ. Cả nhà coi nè, toàn bộ cỏ lá hẹp sẽ chuyển ra màu vàng và chết đấy. Đó, và nó thay thế là cỏ cứt lợn. À, nó là như vậy nha, chứ không phải. Tại vì nhiều nông dân hỏi là tại sao anh Tuấn ơi, em không có làm gì hết mà tự nhiên mấy cái cỏ này nó chết. Đó cả nhà coi nè. À, hay vậy đó, không phải môi trường của nó. Có hôm qua có cái chị kia chia nói, Tuấn ơi có phải là trong sản phẩm Tuấn có hạt cỏ cứt lợn không? Không phải. Cái hạt cỏ nó nằm ở trong đất thì rất lâu, nhưng nó phải đợi điều kiện thuận lợi thì nó mới phát triển. Các cái vườn cải đất á, cả nhà thấy không, làm ở Thuận Thiên á, vài năm Thuận Thiên làm gì có hạt cải đó đi mà đi vãi. À, nhưng mà nhân tài nó chỉ xuất hiện khi môi trường thuận lợi. Nên chúng ta quay lại, chúng ta mới thấy rằng là người xưa tại sao hái lượm, vì người xưa không xài hóa chất nên toàn bộ đất của họ toàn rau sam, rau dền, những cái rau ăn được không là chính. À, và chính những cái đó là nó là thảo dược ấy. Còn cái rau mà phun hóa chất là độc dược ấy. Nên những cái người đó, cái thế hệ trước là ta đẻ 7-8 đứa con, 9-10 đứa con mười mấy mà 80-90 tuổi vẫn khỏe và vẫn minh mẫn. Còn lớp sau này ha, 50 tuổi là mừng thọ rồi, 60 tuổi là mừng đại thọ rồi, ung thư tựa lưa tè lai hết, nó tự chết nha. Đó, đây là ở Mang Giang nè. Đó, nó là như vậy ha, nông dân đừng có hỏi nữa nha. Đó nè, nó tự đấy. Và giờ này sang năm thì chúng ta thấy không còn cỏ lá tre này nữa. Đấy. Đấy. Và trong này thì là cứt lợn rồi. Dạ. À, nó có phun cái đây 2 ngày kể đó anh. Bên mình phải có một ít rầy, tại vì nếu mà chúng ta không có rầy thì sẽ không có thiên địch. Thì cái con kiến, con tắc ké rồi cánh cam rồi này kia, bà ngựa bà trời rồi, không có thức ăn. Nó không có thức ăn thì tự động nó sẽ giảm đàn. Mà khi nó giảm đàn thì đến khi lúc mà rầy nó mạnh thì nó mất đi lực lượng tương quan. Đó là lính triều đình đó, nó làm việc ngày đêm để nó bảo vệ chúng ta. Nên chúng ta cứ không quản lý về dinh dưỡng, xong chúng ta dùng cái TS mà trên 350 là con cánh cam chết, con bò rùa đó. Trên 500 là con kiến bóng chết nha. Rồi cả nhà hiểu được vấn đề ha. Đấy, bữa nay chọn cái vườn 6 này để làm hội thảo là vấn đề bị gió độc rồi. Nên là muốn nói với người nông dân rằng là với biến đổi khí hậu thì nước biển dâng lên từng giờ, và nước biển càng dâng thì sao ạ? Bão càng mạnh. Mà cả nhà nói ra rã mười mấy năm nay là làm ơn làm phước trồng hàng rào chắn gió, lấy cây muồng đó trồng cây cách đây 2 mét, một năm sau đừng cắt cành tỉa cành gì hết á. Cây muồng mà cắt cành chừng nào thì nó chậm lớn chừng đó, tại vì rễ cây muồng nó có đạm nên nó không có tranh chấp dinh dưỡng với cây sầu riêng. Cái thứ hai đó là cái lá của nó rớt tới đâu thì nó tốt tới đó. Cái thứ ba đó, đến cuối năm á thì có con bướm nó mới đẻ con cái trứng nó lên, và sau đó con sâu nó mới phát triển lên, nó mới ăn cái lá muồng đó, mới bón phân ngược lại cho đất. Có một số con không lột xác được chết, trả lại cho đất. Con khác xơi ăn xong ị ra, tốt, vô cùng tốt nha. Đó. Rồi sau đó một năm sau đưa cây tiêu vào,
thì sau đó là chúng ta xác định 6 mét hay 7 mét vậy, à, cây sầu riêng chúng ta đại loại vậy đó, hay là thì chúng ta mới cắt cái ngọn nó đi. Thì làm gì mà thành cái trụ tiêu, thì làm gì mà có chuyện mà che ánh sáng nha, nó là như vậy. À. Rồi để tôi quay cái này nè, tôi cũng nói luôn cái này cho cả nhà nè. Gió ha, vừa rồi này chỗ Tí ở Mang Giang nè, gió đập ha, bạn Tí đưa cái clip lên trên nhóm ha. Gió đập tơi tả luôn. Và cái này là tại sao ạ? À? Tất cả các ông nông dân mới khi nó bị rệp sát đó cả nhà thì dí cái cần xịt vào xịt. Xịt cho bay hết cái phấn, cái này thành 2 chập 1 rồi. Đó, là không đúng đâu, nghe. Là như vậy. Khi mộ lá nó mất một cái, gió nó quật một cái là cái hệ senolo của nó bị vặn. À, bị vặn thì nội sinh nó kém thì rệp sáp nó lên. Đấy, nên là chúng ta phải trồng hàng rào chắn gió nha cả nhà. Đương nhiên tặng nhân lực truy thiên mệnh, không phải cứ làm hàng rào chắn gió là chúng ta bảo quản được đâu. Nhưng cùng nhau nhiều nông dân cùng làm thì chúng ta sẽ có một cái vùng nó kín gió. Đương nhiên chúng ta sẽ cản được gió cấp 5, cấp 6 gì đó. Chứ cấp 9, cấp 10, 11, 12 thì không có hàng rào nào cản được đâu. Nhưng mà tặng nhân lực truy thiên mệnh, để lỡ chúng ta đã làm hết cách rồi mà thất bại bởi khách quan, chúng ta không bị ân hận. Chúng ta vẫn ngủ ngon vì chúng ta đã tặng nhân lực rồi. Nha. À, là như vậy. Một số trao đổi với người nông dân như vậy. Nè. À. Đó. Thấy không? À. Sắp tới nó lại có cải. À, tôi không biết luôn, bây giờ tôi không mà giải thích được là cái hạt cải. Đấy, cả nhà thấy không? Đâu có ai gieo mà có con chim nào mà đi. Nhưng mà nó khi mà nó có cải, nó có kín hết vậy đó. Thấy hay không? À, nên là cái hạt cải đó, cái hạt cỏ cứt lợn đó, nó nằm ở trong đất ấy. Nhưng mà nó không phát triển được đâu, nó đợi ha. Nó đợi khi môi trường thuận lợi thì nó là gọi là cây chỉ định. À, là tốt nha cả nhà. Ừ. Rồi, thấy cây cỏ chích giả là biết là cái chỗ này pH nó thấp, nó là cây chỉ định. À, chỗ nào có cây chích giả thì pH là dưới 4, thường 3,5, 3 là đất là nó thoái hóa nặng đó. À, là cây gai ra đời đó, cây trinh nữ đó. À, có người gọi cây chích giả vì đụng cái nó chết nè. Đó, đụng cái nó chết nè. À, rồi, cả nhà làm về nông nghiệp hữu cơ thì cả nhà phải có kiến thức mới hiểu được những cái diễn biến nó xảy ra, và các anh đại lý cũng vậy. À, phải hiểu, phải biết để mà hướng dẫn nông dân, chứ không phải là cứ nông dân được thuận thiên gửi về cái bắt đầu và một số nông dân thành công lo ăn nhậu thì tôi cho lên đường ha. Nên cả nhà dễ lắm, thấy các ông đại lý nào mà không sâu sát với dân đó, lúc đầu sâu sát, lúc sau có được chiếc xe bán tải rồi đó, lơ là với nông dân thì cái nhà biết là ngay sau đó sẽ bị trảm nha. Rất là dễ. Cả nhà cứ thấy thằng nào mà cứ chểnh mảng, tại vì trên cái nón tay bèo á là đều có số của Tuấn hết nha. Nên là cả nhà nông dân họ báo hết. À, và tôi có chứng, tang chứng, vật chứng thì tôi sẽ nói thay đổi đi em, mà không thay đổi là tôi thay đổi vậy thôi. Là như vậy. Chia tay nào cũng đau khổ cả nhà, nhưng mà để thì nó đau khổ hơn. À, qua các công ty nào mà đi moi tiền nông dân á, à, doanh nghiệp nó có hai loại thôi, một loại làm ra tiền, một loại đi kiếm tiền. Cái loại kiếm tiền là doanh số đó, là như thế. Rồi, còn về với Thuận Thiên, slogan của Thuận Thiên là gì? Yêu nông nghiệp, thương nông dân. Ông nào cảm thấy không yêu nông nghiệp thì đừng có làm đại lý, tại vì yêu nông nghiệp để tôi nói 1 hiểu 10. Đấy. À, phải thương nông dân nữa chứ, là như thế. Rồi, chứ không thôi là không được đâu ha. À, rồi đừng có đến với Thuận Thiên mất công rồi chia tay nào cũng đau khổ hết. À, vậy. Rồi chúng chào cả nhà nha. Hay ghê chưa này. Cái này, cái này nè. Bắt đầu nè. Cây xuyến chi nè, cây cứt lợn nè. À, nhưng mà chỗ này bắt đầu là cây cỏ lá là tự động thay đổi pH, nó không sống được. Cái môi trường nó thích, kẻ xấu nó thích môi trường lộn xộn, kẻ bất hảo đó. Thì cái môi trường thuận lợi là thì nó phải nhường chỗ lại, nó không làm ăn gì được. Nó không ăn cướp, ăn giật gì được. Nó ăn cắp được. À, thế thôi, nha cả nhà. Rồi, tiếng chào cả nhà.